Ở Việt Nam, hiện đang có các dịch vụ gửi hàng đi châu Âu bằng đường hàng không được sử dụng nhiều nhất, đó là một, dịch vụ gửi hàng đi châu Âu qua DHL. 2. Dịch vụ gửi hàng đi châu Âu qua FedEx. 3. Dịch vụ gửi hàng đi châu Âu qua UPS. 4. Dịch vụ gửi hàng đi châu Âu qua EMS. 5. Dịch vụ gửi hàng đi châu Âu chuyên tuyến cargo, bao thuế nhập khẩu. Mỗi dịch vụ sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Ở video này, An Tính Phát xin chia sẻ bảng giá dịch vụ gửi hàng đi châu Âu qua dịch vụ chuyên tuyến cargo, bao thuế nhập khẩu quý vị tham khảo. Nhóm hàng hóa gửi đi châu Âu có điều kiện và không nhận bao gồm: 1. Hàng gửi có điều kiện là các hàng hóa chế phẩm từ gia súc, gia cầm được gọi chung là thịt, trứng, sữa. 2. Không nhận vận chuyển các loại hàng hóa có logo thương hiệu nổi tiếng, gọi chung là hàng phích. 3. Không nhận vận chuyển các loại sinh vật, động vật tươi sống, sản phẩm tươi sống. 4. Không nhận vận chuyển các loại hàng hóa có biểu tượng cấm lửa, biểu tượng nguy hiểm, hóa chất, sơn, tiền tệ, vàng bạc đá quý, thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử. Còn lại, đa phần các hàng hóa đều có thể gửi được qua châu Âu được với dịch vụ chuyên tuyến cargo bao thuế nhập khẩu. Thông thường, khi gửi hàng đi châu Âu sẽ có 3 phần tính cước mà quý vị cần biết để tính được cước vận chuyển trọn gói đến nhà của mình tại châu Âu chi tiết như sau. 1. Cước bay từ Việt Nam sang Đức, Hà Lan, Pháp, Séc. 2. Cước gửi bưu điện tại Đức, Hà Lan, Pháp, Séc để giao hàng đến tận nhà. 3. Các phụ thu đi kèm, nếu có. Quý vị phải cộng tất cả lại mới ra được tổng tiền cước phải thanh toán khi gửi hàng đi châu Âu bao thuế nhập khẩu. Dưới đây là bảng giá gửi hàng đi châu Âu qua dịch vụ chuyên tuyến cargo bao thuế nhập khẩu tại An Tín Phát. Bảng giá cước dưới đây đã bao gồm phí giao hàng bằng DB đi đến tận của nhà quý vị. Gửi 1kg giá cước 1.772.000 đồng. Gửi từ 2 đến 4kg giá cước 966.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 5 đến 9kg giá cước 482.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 10 đến 14kg giá cước 323.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 15 đến 20kg giá cước 321.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 21 đến 45kg giá cước 287.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 46 đến 99kg giá cước 284.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 100kg giá cước 282.000 đồng cho 1kg. Lưu ý, bảng giá trên nhận các loại hàng từ nhóm hàng cấm như hàng phích, thuốc tây, cây củ quả, các hàng mau hư hỏng. Quý vị muốn gửi kèm khô bò, khô gà, chà bông hay tất cả các hàng có chứa thịt, trứng, sữa, quý vị sẽ trả thêm 10% trên cước phí của tổng thùng hàng. Ví dụ, 10kg tiền cước 3.323.000 đồng nhân 10% bằng 3.656.000 đồng. Đây là tổng cước cho hàng gửi có gửi kèm hàng làm từ thịt, trứng, sữa. Lịch bay: mỗi thứ 6, từ Sài Gòn bay thẳng đến Hà Lan. Mỗi thứ 6, từ Hà Nội sang Đức, Pháp, Séc. Quý vị gửi trước 2 ngày để kịp chuyến bay. Thời gian giao hàng tận nhà người nhận khắp mọi miền các nước châu Âu trung bình từ 5 đến 15 ngày làm việc, tính từ ngày bay. Quy định đền bù khi gửi hàng đi châu Âu bao thuế nhập khẩu tại An Tín Phát: không đền bù hay bồi thường. 1. Không đền bù cho các nhóm hàng phụ thu để xuất khẩu, thỏa thuận khi gửi hàng tại Việt Nam. 2. Không đền bù cho các hàng hóa bị hư hỏng như thiêu, thối, mốt, lên men, thỏa thuận khi gửi hàng tại Việt Nam. 3. Không bồi thường hay đền bù khi kiện hàng đã được DPD giao hàng thành công được cập nhật trên trang web của DPD. Mức bồi thường hay đền bù: 1. Không mua bảo hiểm hàng hóa, mức đền bù tối đa là hoàn lại cước vận chuyển cộng tối đa 2.500.000 đồng cho một lô hàng. 2. Khách mua bảo hiểm 10% trên giá trị hàng gửi, được đền bù 100% cước phí vận chuyển và giá trị bảo hiểm quý vị đã mua. Hy vọng với những chia sẻ từ An Tín Phát sẽ phần nào giúp quý khách cân đối được chi phí gửi hàng, gửi quà hay gửi đồ cho người thân từ Việt Nam sang châu Âu. Thông qua dịch vụ chuyên tuyến Cargo 3, thuế nhập khẩu và được giao hàng đến tận của nhà bằng hãng DPD. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn thêm hãy gọi ngay số 05-6299-6789 hoặc 05-6388-6789 để được hỗ trợ. Khi muốn ép giá dịch vụ gửi hàng đi châu Âu bao thuế nhập khẩu tại An Tín Phát với số lượng nhiều hãy gọi ngay 0588-388-388 ngay khi quý vị muốn. Nếu xem video này, quý vị thấy hữu ích, hãy nhấn vào nút đăng ký và cho An Tín Phát một like cũng như chia sẻ video này đến bạn bè cùng sử dụng dịch vụ gửi hàng đi châu Âu bao thuế nhập khẩu quý vị nhé. An Tín Phát xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn gặp nhiều may mắn cùng rất nhiều thành công trong công việc làm kinh doanh, buôn bán của quý vị.